Thị Kim Huê, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985, thường được biết đến với nghệ danh Nhật Kim Anh, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Việt Nam. Năm 1992, gia đình Nhật Kim Anh chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để làm ăn nhưng trên đường đi đã bị cướp sạch tài sản. Một năm sau ba cô mất, năm 13 tuổi Kim Anh chuyển lên Sài Gòn làm người giúp việc và được giáo viên thanh nhạc Đỗ Anh đào tạo âm nhạc từ đó. Năm 16 tuổi cô đã bắt đầu đi hát tại những tụ điểm âm nhạc trong thành phố. Cô dần dần trở thành ca sĩ nổi tiếng có nhiều bài hát được khán giả yêu thích. Cô còn được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình và đã thể hiện tốt khả năng diễn xuất của mình qua từng vai diễn. Sở hữu nhiều ca khúc nhạc phim của những bộ phim mà cô đóng vai chính và điều này làm cho khán giả yêu phim của cô, yêu luôn ca khúc cô trình bày trong phim. Sau một năm tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật để chăm lo gia đình, khán giả vẫn yêu thích và tài nhạc của Kim Anh với 1.487.218 lượt tải giúp cô lần thứ hai nhận được giải thưởng Podcast Award nghệ sĩ có bài hát được tải nhiều nhất cho bài hát Tha Người Đừng Hứa. Nhật Kim Anh kể rằng cuộc đời cô gặp khá nhiều trắc trở, cay đắng từ nhỏ. Cuộc tình đầu tiên của cô kéo dài 3 năm, câu chuyện tình đã ám ảnh cô và đi vào những tác phẩm âm nhạc trong 2 album của cô. Cô từng tự tử 3 lần, 2 lần đầu định nhảy cầu nhưng bị phát hiện. Lần thứ 3 đã gần thành công khi khóa cửa trong phòng một mình rồi dùng dao lam cắt tay. Tuy nhiên người giúp việc đã nhìn thấy và đưa cô đi cấp cứu kịp thời cuối năm 2014. Cô kết hôn với một nhân viên ngân hàng tên Bửu Lộc và có một cậu con trai tên khai sinh là Bửu Long, tên ở nhà là Cu Tin. Sau một khoảng thời gian chung sống, đến năm 2019, Kim Anh chính thức xác nhận đã ly hôn với Bửu Lộc. Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đã có buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Đáng chú ý, nữ diễn viên diện chiếc đầm cưới trắng, đầu đội khăn voan. Kèm theo đó, cô viết dòng chú thích ẩn ý, ngày trọng đại, Nhật Kim Anh cô dâu chăm chỉ nhất Việt Nam. Trong livestream, Nhật Kim Anh liên tục hỏi khán giả, cả nhà thấy em làm cô dâu xinh không ạ? Hôm nay không đi lễ cưới của chị hả? Khi có người hỏi nữ diễn viên có phải đang đóng phim nên mặc váy cưới không, cô nhanh chóng phủ nhận, không, không có đóng phim. Thậm chí, Nhật Kim Anh còn giơ nhẫn lên để khoe với khán giả. Hồi tháng 7 phần 2022, mạng xã hội cũng xôn xao đoạn clip Nhật Kim Anh làm đám cưới. Đám cưới này được tổ chức ở một vùng quê, có sự tham gia của khá nhiều bạn bè. Nhật Kim Anh trong video rất phấn khởi, còn tung hoa về phía khách mời, tạo nên không khí vô cùng vui vẻ. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã bí mật tổ chức đám cưới ở quê nhà. Thế, nhưng thực tế, cô chỉ đang thực hiện cảnh quay cho EU mới. Thời gian qua, người hâm mộ Nhật Kim Anh dành nhiều sự quan tâm cho đời tư của nữ diễn viên, mong cô sớm tìm được bến đỗ. Dù đã mở lòng hơn, nhưng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Bửu Lộc, Nhật Kim Anh vẫn chưa công khai mối quan hệ chính thức nào. Mặc dù được người hâm mộ ủng hộ, nhưng Nhật Kim Anh chưa công khai mối quan hệ nào kể từ thời điểm đổ vỡ hôn nhân với doanh nhân Bửu Lộc. Trước đó, Nhật Kim Anh được cho là đã có mối quan hệ tình cảm mới nhưng sớm toang vì đối phương thay lòng đổi dạ. Quá sai khi nghĩ rằng cho nhau thời gian để thay đổi. Thật ra là cho nhau thời gian để thay lòng đổi dạ. Những người yêu nhau mang đến cho nhau một năng lượng tích cực, nhưng khi họ đã bắt đầu suy diễn thì năng lượng ấy trở nên tiêu cực. Nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh khẳng định, ban đầu cả hai đến với nhau để đồng hành trên cùng một con đường. Thế nhưng nếu không thể chung đường thì, một mình, tuy buồn một chút nhưng nó sẽ là cả quãng đường rộng với vô vàn tự do và an yên. Cảm ơn cuộc đời cho ta cảm nhận và hiểu thêm nhiều thứ. Cô chia sẻ thêm, Nhật Kim Anh được cho là từng có bạn trai nhưng sớm toang vì đối phương thay lòng đổi dạ. Trong khi Nhật Kim Anh khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với tạo hình cô dâu, thì chồng cũ của nữ diễn viên là doanh nhân Bửu Lộc cũng có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Anh viết, hôm nay ra phố đơn côi, em bảo em tới, thế thôi anh về, nhận về gần 2.000 lượt thích. Trước đó, chồng cũ Nhật Kim Anh từng đăng một chia sẻ cực ngọt, khiến cư dân mạng bình luận, thính thả nhiều quá con, có dính cá nào không con, thính xỉ và lẻ hả Bửu Lộc, thính thính. Khi một người anh để lại nhận xét, dạo này thả thính độc quá em ơi, thì Bửu Lộc liền, đong đưa, luôn, thính độc để độc chiếm lấy anh. Màn tán tỉnh, đàn ông này của chồng cũ Nhật Kim Anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.